Sức khỏe của bạn là sức mạnh của chúng tôi. 10 dụng cụ cần thiết trong tủ thuốc cấp cứu. Bộ dụng cụ cần thiết khẩn cấp có thể giúp bạn ứng phó khi bạn bị thương hoặc các tình huống nghiêm trọng khác. Chuẩn bị cho những điều bất ngờ bằng cách luôn có 10 bộ dụng cụ sơ cấp cứu trong tủ thuốc gia đình nếu bạn cần sơ cứu, cấp cứu tại nhà. 1. Gạc cuộn 4 chiếc, dùng để buộc, cố định xương khớp, băng vết thương. Bạn có thể dùng chúng đặt lên đường đi của mạch máu để thực hiện băng ép cầm máu. 2. Gạc miếng vô trùng 3-5 gói, dùng để cầm máu, rửa, che phủ vết thương. 3. Băng chun 2 chiếc, dùng băng cầm máu, băng ép bất động, băng trong bong gân, chật khớp. 4. Băng dán cá nhân, ở gầu 10 chiếc, dùng để dán vào các vết đứt, rách da nhỏ. 5. Băng dính y tế 1 cuộn, dùng để cố định. 6. Banh, kéo, nhiệt kế, mỗi thứ 1 chiếc. 7. Găng tay y tế hoặc túi ni lông, dùng để bao ngoài tay khi sơ cứu. 8. Sát trùng, cồn rửa tay, nước rửa tay khô dùng để sát trùng tay. Dung dịch povidone iodide 10% hoặc cồn 70 độ, dùng để sát trùng vết thương hở. Cồn 70 độ có thể sử dụng để sát trùng tay. Nước muối sinh lý, rửa vết thương, rửa mắt, rửa mũi. 9. Thuốc. Thuốc bôi: kem kháng histamine, kem hydrocortisone 1%, dùng trong các trường hợp côn trùng đốt, dị ứng ngoài da. Diclofenac, dùng bôi giảm đau do sang chấn phần mềm, đau do viêm. Thuốc uống: hạ sốt, giảm đau, paracetamol, panadol extra, Efferzen. Giảm ho, long đờm, kháng viêm, chống phù nề. Các loại vitamin B1, C, D, A, B12, v.v. 10. Cẩm nang sơ cứu. Những kỹ năng sơ cứu cấp ở cẩm nang đóng vai trò rất quan trọng đối với một người đang gặp nạn mà chưa có sự hỗ trợ kịp thời từ đội ngũ y tế.